Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, hội thi tiếng hát cán bộ công nhân viên chức người lao động huyện Mèo Vạc năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Với nhiều tiết mục hát, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc, hội thi đã tạo sân chơi vui tươi, sôi nổi cho đông đảo công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Hội thi năm nay có sự tham gia của 23 đội đến từ các khối cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn với gần 500 diễn viên tham gia. Các đoàn biểu diễn một chương trình nghệ thuật gồm các thể loại ca, múa, nhạc với thời lượng không quá 35 phút. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, tôn vinh tinh thần lao động, học tập, vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mèo Vạc nói riêng và các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung. Qua cái hội thi này thì đoàn xã Tát Ngà đến đây với lại giao lưu học hỏi với các xã bạn để có cái kinh nghiệm để hoạt động tại địa phương mình tốt hơn. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị thể hiện tiết mục có bám sát chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, ca ngợi người lao động và giai cấp công nhân. Thông qua hội thi nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chức, viên chức, người lao động, tạo đà để các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì tập luyện, giao lưu văn nghệ, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu, xây dựng lực lượng nòng cốt phục vụ cho phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở. Bản thân tôi rất là vinh dự được là một diễn viên tham gia cái cuộc thi ngày hôm nay, thì tôi rất là cảm thấy rất là vui và rất là tuyệt vời và mong muốn là trong những năm tới huyện Mèo Vạc chúng ta tiếp tục sẽ tổ chức các cái cuộc thi như thế này để cho cán bộ công nhân viên chức và tất cả các dân tộc được tham gia với tinh thần thoải mái và vui vẻ. Kết thúc hội thi, các tiết mục đặc sắc nhất đã được công diễn tại không gian chợ đêm Mèo Vạc để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, huyện mong muốn tiếp tục quảng bá về tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa của nhân dân vùng cao.